Hello, welcome back to my channel, The Tiddling Mouse. Okay. Nhưng mà này, lần này chúng ta phải cắt răng. Răng đang hình vuông, cái cắt hình vuông như này. Ô, sao nhỉ? I'll try again. Đây là có cái mặt cười này. Mặt cười đây này, không được làm quá. Mặt này thì chuyển sang tức giận là không được, mà thua. Ok. Sắp xong rồi, vất quá. Làm cái hàm răng này vất thật. Chúng ta sang game Tom Run. Chắc hay là chúng ta chọn là Tom. Chú hòn đảo của anh Hawaii được đấy. Chú này mát. Chú này mát thì là mát.
gì nữa. Ok, vào game. Nó được tặng một hộp mèo. No. Ok, mình ok, chúng ta sang Scary Potter. Okay. Not these stupid birds again. Bullseye! Time for well-deserved. Wait till I get my hands on you, boy. Wait till I get my hands on you, boy. Yeah. Hey. Thank you.
Stepped on my foot again, love. Me? Your stupid foot was in the wrong place as usual. I'm an excellent dancer. Make sure you're prepared when we practice. Okay, tiếp tục nha. This will always be my favorite show. Chúng ta thấy một cái đài này rồi. Một cái đài là cái gì đó rồi. Lấy gà và dăm. Stay out of my house, you little brat. Còn một cái món đồ nữa. Ui thế. Đó là những cái bẫy chuột. Thả đây đi. Xin khói ra. Nghe. Tom này. Tom cam. Được rồi, được rồi. Ok.
Nhưng giờ thì... Anh chơi hơi luôn đây bây giờ. Phiên bản này trên Android rất là nét. À trên iOS rất là nét cực. Trên Android rất là nhiều. Party bag. Decorate your party bag with some stickers. Touch the tick box when you have finished. Now choose some goodies to put in your party bag. Touch the tick. Well done. Can you help Pepper in the kitchen? Touch the ingredients to add them to the bowl. Egg. Sugar. Flour. Butter. Move the spoon to stir the cake mixture. Oh, làm bánh. Choose a baking tray. Touch the tray to pour in some mixture. Well done. That needs to go in the oven now to bake. Yes. Touch the sieve. That's it. Touch the jug to pour in some water. Choose a glue. Move the spoon to mix the icing. Một cái bánh màu xanh. Mmm, that looks yummy. Choose a filling for your cake. Delicious. Touch a cake to ice it. Okay. Now, let's add some decorations. What a lovely cake.